đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trương Nhật Phúc. Em năm nay 30 tuổi, em đang có công tác tại siêu thị Cup Extra, siêu Vận Hạnh. Quê em ở đâu? Dạ, nói về quê em để em xin hát một bài, một câu hát nhỏ về quê em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi anh sinh ra có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Bến Tre hả? Dạ không, quê em ở Sài Gòn. Gì vậy? Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Kiều Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đó cũng là nơi chôn rau cắt rốn của em. Hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường Anh ngữ ạ. Em dạy ngoại ngữ là dạy cho đối tượng nào? Dạ, em hiện tại em đang dạy tại trung tâm thì em dạy tất cả các level luôn, từ trẻ con tới người lớn ạ. À, Phúc có thích học tiếng Anh không? Em cũng thích học tiếng Anh lắm, mà tiếng Anh em nói thì không có rành. Em nói vài câu với cô bên đó nghe thử coi. Bonjour, comment allez-vous? À, đó tiếng Pháp anh ơi. Ồ vậy hả? Anh không rành, anh không biết tiếng Anh. Chơi nhau nữa ha, gây khó khăn khó dễ cho nhau phút đầu tiên ha. Được, giới thiệu cho anh nghe điểm mạnh điểm yếu của em đi. Thì điểm mạnh của em là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Bên cạnh đó thì em cũng thích nấu ăn và em cũng có khả năng ca hát một chút xíu ạ. Bây giờ hát tặng ảnh luôn cho anh sợ trời, anh tưởng của mình anh hát cây dừa hả? Dạ rồi. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em vui lung linh trên phố. Ngày ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu màu xanh là em hồn nhiên. Nghe hát có vẻ rất hồn nhiên ha. Điểm mạnh là hát đó hả? Còn gì nữa không em gái? Dạ, cũng biết nấu ăn ạ. Có khả năng thuyết trình, giảng dạy, nói chung là đúng sở trường và ngành nghề của em đó anh. Có điểm yếu gì không? Em thì không có được khéo tay cho lắm. Em thì rất là giỏi đưa ra ý tưởng. Có nghĩa là em bài ra thôi cho người ta dọn chứ em không có dọn đúng không? Dạ. Hay quá. Còn bạn trai? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì? Nói về ưu điểm đó, thì em là người vui vẻ, hòa đồng, hài hước. Em không có tứ vô tường nên các bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Cái gì? Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong. Các bạn ý nói em là dễ thương, ga lăng, anh tuấn, tiêu sái, hào hoa, phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi. Yếu điểm của em là em rất là nhát, trật tự đám đông. À. Và nhát trong tình trường là em rất là nhát gái. Nhát gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự là em chưa có mối tình nào hết. Thiệt không? Dạ thật. Có sao nói vậy người ơi. Em có rung động trước một phụ nữ nào chưa? Dạ, thường là vẫn chưa. Vẫn chưa rung động luôn. Có rung động với phái nam, anh nam nào chưa? Đối với phái nam á, em rung động theo cái kiểu là thích giỡn hơn. Ví dụ như vậy nè, chào anh. Hello, I love you. Đó, cái dạng đó đó. Giỡn nước quen đó. Yeah. Nó thấm vô người đó. Yeah. Nhiều luôn người lúc đầu giỡn, sao nó thiệt á cưng. Bị xứ à. Không có rung động với người phụ nữ nào hết trơn hả? Trước đó là hồi đó em có rung động, em có thương một cô kia. Chỉ là mối tình em thương thầm thôi. Em có tỏ tình với cô ấy không? Dạ lúc đó là em không có dám nói. Không dám nói. Thương thầm của bao lâu? Dạ đó là cũng cả 10 năm đó. Cái gì? Chắc bây giờ người ta đã lấy chồng rồi. Thôi giờ ta có mấy đứa rồi chứ lấy chồng. Rồi vậy tình trường em thì sao? Em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nào nữa chị. Tại vì từ lúc mà học lớp 12 lên tới đại học thì em chỉ có học, sau đó em đi làm thì em cũng có rung động với một vài bạn nam. Nhưng mà em cũng hơi ngại, ra là em nghĩ là do duyên mình chưa tới thôi ạ. Hai cái cặp mày lạ quá ta, anh qua anh coi bạn nữ coi làm sao mà. Dạ em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Tức là em có rung động rồi đúng không? Dạ rồi. Còn bên đây chưa rung động với con gái nè. Có bao giờ em nằm mơ em thấy người yêu của em hoặc là vợ em như thế nào không? Dạ em cũng có một cái hình mẫu dành cho cái người vợ tương lai của em. Sao nói nghe thử coi. Và cái tính tình người đó là hiền, dễ thương, lễ phép, hiếu thảo như là mẫu thân của em vậy đó. À. Hình dạng mà cái cô gái đó thế nào? Nhìn nghiêng thì nàng đẹp tuyệt mỹ. Trán môi miệng đường nét thật thanh tao. À, phấn má hồng,
gợi nhát hồng hào, nhìn môi nàng hao hao nàng Bạch Tuyết. Dạ vậy là cỡ Bạch Tuyết lên đúng không? Còn cô gái sao nào? Bên đây sao, thích mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai lý tưởng của em thì chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Có. Người thì vui vẻ hòa đồng, quan trọng nhất là phải chân thành. Có được không em? Dạ có được. Bây giờ em định chừng nào em kết hôn? Dạ nếu mà được thì mình kết hôn thôi, em năm nay hoặc là năm sau, hoặc là khi nào mà đã chín mùi thì mình sẽ tiến tới kết hôn chị. Rồi. Dạ em chào chị. Trời ơi sao chào nhỏ nhẹ vậy cưng. Mạnh mẽ lên xíu coi. Dạ. Muốn vợ chưa? Dạ thèm lắm. Cái biểu hiện nào của em là em thèm vợ? Tối ngủ trằn trọc riết à. À trằn trọc riết à. Dễ đêm dài thêm nhớ thêm thương. Trời ơi thơ văn quá ha. Sao trắng quá vậy, tối ngủ có dưỡng kem không? Dạ không. Bề ngoài giản dị đơn sơ mà trong nội thất nên thơ trữ tình. Trời ơi trời. Văn thơ là một bụng hả cưng? Dạ. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Bạn đó rất là dễ thương. Em nghĩ là bạn tưởng tượng là rất dễ thương. Tại vì em để ý những giáo viên mà họ dạy tiếng Anh á, đó giờ em thấy đa số toàn là dễ thương xinh đẹp không à. Khó nói quá, sao cái gì thấy cũng sao được chị? Hết mà sao trong chị? Người thấy cái gì nó chị cho em ý kiến đi chị. Bây giờ mình hỏi thăm người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ và hai bạn của à, em. À có mẹ hả? Rồi chào cô. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chú Huyền Linh và cô MC. Dạ Cát chào Tường. Cô. Dạ chào cô gái. Cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu lắm. Nói chung là đến với chương trình này rất là ngạc nhiên vì cháu đăng ký mà cháu không có nói trước. Nói mẹ tới mẹ giữ cho con. Thì Phúc mà mẹ thấy cô gái hôm nay rất là dễ thương. Nếu mà cháu có cảm mến với con của bác thì mong cháu cho Phúc một cơ hội tụi con tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình và cảm ơn MC Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ, rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị hai và anh của em ạ. Rồi, cho chị gặp chị hai với anh của em rồi. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với em xin chào khán giả. Em tên là Kiều Nga, là chị ruột của Kiều Oanh. Chị nhận xét anh chàng bên kia như thế nào? Em trai này cũng dễ thương. Cũng hiền hậu, thấy cũng chung giống nhau. Nhưng mà nếu ấy thì hai bên có cơ hội thì để làm quen. Nhưng giờ hỏi thiệt thì đánh giá chàng trai này nó có chuẩn men không? Chuẩn thì không chuẩn mà chắc là cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Không chuẩn nhưng nhẹ nhàng nhé. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để phần nó cho hai bạn tự tìm thôi, hiểu với nhau nha. Chứ, hai bạn hãy tìm hiểu với nhau đi nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh gửi. Em cảm ơn ạ. Dạ, đến đây thì em cũng có một cái game nhỏ để xem là anh Phúc trình độ tiếng Anh như thế nào. Không biết hồi đó giờ anh có đi học tiếng Anh ở đâu chưa? Anh cũng có đi học mà anh học chỉ sơ sơ thôi, căn bản thôi chứ anh không học sâu. À rồi ok, nhưng mà em cứ có những cái verbs này, những cái động từ này nó rất là đơn giản. Để warm up trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì chắc em phải nhờ chị Cát Tường, chị sẽ cầm giùm em ha. Em sẽ là người diễn tả hành động và xem anh có đoán được những cái động từ này không nha. Dạ, mình phải nói động từ đó bằng tiếng Anh. Dạ, dạ. Ok, let's go. Ok, are you ready? Yeah. Ok. Một phút bắt đầu. Sing. Swim. Good job. Right. Ok, go on. Run. Reach. No, no, the other word. Like I and you. Speak. No, no. Communicate. No, the other word. Symbol. Tell. TT, but not tell. Talk. Yes, good job. Chưa hết phút nữa. Ổn không cô giáo, chấm mấy điểm cô giáo? Dạ, cái này mới là test đầu vào, mới là level 1 thôi. Còn một những cái level phía sau nữa. Nếu mà cơ hội thì từ từ sẽ test sau. Thôi bắt đầu người ta nói chuyện tình yêu các bạn. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy á, em là dễ thương hơn những gì anh nghĩ. Anh ngẩn ngơ luôn, anh không biết nói làm sao giờ nữa. Bản lĩnh đàn ông bộc lộ rồi đó. Mạnh lên, strong, strong. Không biết thì ngày cuối tuần anh thường làm gì? Anh hay có đi chơi ở đâu không? Anh ít bạn lắm. Dạ. Thường như thiếu là rủ bạn đi uống nước nọ thôi. Dạ. Bạn không đi anh ở nhà anh chơi điện tử. Dạ. Rồi vô quan điểm tình yêu đi hai bạn. Em thì em đơn giản là chân thành, hòa đồng hoạt bát, chuẩn men, thích chơi thể thao thì càng tốt. Còn anh như thế nào? Thì anh cũng không có đòi hỏi gì đâu. Mình hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau những điều trong cuộc sống. Anh cũng thích chơi thể thao lắm. Mà từ lúc đi làm giờ không có cơ hội để chơi nữa. Giờ riết giờ anh bị béo phì rồi. Bây giờ anh nghĩ là em phải chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình ha.
thông qua một cái lời tỏ tình nào đó, một bài hát nào đó, em tiến tới, em nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, em nắm tay cô gái ấy, thử xem bản lĩnh đàn ông tới đâu. Rồi, mời em. Ready, action. Vậy anh sẽ hát tặng em một ca khúc trong bài Túp Lều Lý Tưởng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Chưa có thấy tình cảm gì chân á. Nắm tay thấy sao em? Tay trắng quá. Tay trắng hả? Mềm, đúng là giáo viên tiếng Anh. Đôi em dám hùng cổ á. Em hãy giúp anh để anh tỏ ra cái bản lĩnh của đàn ông đi, nói vậy đi. Ok. À, không má thôi. Rồi ok. Hồi nãy là mới là hung để đo cảm xúc, bây giờ mới bấm nút hung thiệt nè. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lúc này là lúc cần phải nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay dứt khoát mạnh mẽ, hung lại một cái cho nồng nhiệt coi. Rồi giờ bấm nút rồi đó. Báo cho em biết là cô gái bấm nút lúc chị Tường chưa đếm. Thôi bây giờ nè, nói với chị Hai trước đi. Có chị Hai, anh Hai kìa. Dạ, em chào anh chị. Dạ, nếu mà có cơ hội tiến tới sâu hơn nữa sau này, em sẽ hết mức yêu thương em. Rồi xin phép hôn. Cho em xin phép được không? Dạ, đừng nói hen. Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chào ban biên tập nha. Dạ. Chào anh. Thì không, không, anh khỏi mở, khỏi mở gì hết. Nó vào nó thua rồi. Dạ, bây giờ thì anh cứ giới thiệu về cái thông tin cơ bản đầu tiên. Cách đây hơn 2 năm thì anh đã đi cát đây rồi. Và đã đậu và đã chốt được ngày đi ghi hình. Các bạn biên tập đã tìm được người cho anh. Nhưng mà vì một số lý do, anh không công việc rồi các thứ xung quanh linh tinh, linh tan tinh á, anh không có tham dự được. Nên hôm đó là anh hủy. Mà tới giờ anh vẫn độc thân, anh đã ghi đăng ký lại. Anh là Lê Nhật Trường, anh sinh năm 1990. Công việc hiện tại của anh là dân florist, thiết kế trang trí hoa tươi. Hiện tại anh đang có một shop hoa tươi, một cửa hàng hoa ở quận 12. Nói về bản thân anh thì sở thích có những sở thích là ca hát, chơi thể thao. Anh có một chiều cao là 1m77, tương đối ổn. Công việc cũng ổn định. Đến nay thì cũng mong muốn là chương trình tìm một người cho anh. Tại cơ bản bên ngoài không phải là mình cũng gặp được nhiều người, nhưng mà cũng có thể xinh xắn có, đẹp gái có. Nói chung là được cái này mà mất cái kia ấy, nó không có được trọn vẹn như mình mong muốn. Đôi khi người ta xinh xắn nhưng mà cái tính tình của người ta là không hợp với mình. Cho nên anh hy vọng là chương trình sẽ tìm được một người cho anh có thể hợp được cái tính anh để mình có thể đi lâu dài với nhau. Cái mục đích anh đến nhờ chương trình là vậy. Và anh giới thiệu về tính cách của mình. Anh là một người trầm tính. Nhưng mà đôi khi có những lúc nếu mà muốn anh gọi là anh hoạt ngôn lên thì anh vẫn nói chuyện rất là vui vẻ. Anh vẫn có thể gọi là làm sao ta. Có những bạn á, đi chơi banh nó bảo anh là có một cái tính gọi là có một cái gọi là tính lãnh đạo, anh có thể khuấy động mọi người đi theo anh, làm việc theo anh được. Tại vì cách đây hơn 10 năm thì anh cũng đã từng đi lính, anh đi lính 18 tháng ở quận 12 luôn. Và anh gọi là anh rất là quậy, ngày xưa anh đi lính là rất là quậy, không biết bao nhiêu lần anh trốn đi chơi rồi cái thứ, đi mấy ngày em mới trở về đơn vị. Và đi một lần không phải là một mình anh rủ rất là đông. Để mà người ta cũng bắt là bác đi mình về, mà mình đi chỉ 2-3 ngày mình về là bình thường, cái đó đâu phải đầu ngủ, cái đó là chỉ mình trốn đơn vị mình đi chơi. Mình phát hiện ra là nó đi truy tìm bác. Thì đúng rồi, nó tìm, nó về nhà, nó huy động người về địa phương của mình. Dạ vâng, đấy đó. Mà mình đi mình có trở về mà mình đâu có đi luôn. À, mình đi chỉ 3 ngày 2 ngày là mình quay lại. Nhưng mà hồi đó anh có chồng như bây giờ không? Vẫn vậy, tính anh vẫn vậy. Đúng rồi. Nhưng mà anh có cá tính.
Chắc là anh có cái tính nội tại của anh. Anh có những cái mà rất riêng cho bản thân mình. Thì anh nói đó, đôi khi anh rất là trầm tính, anh rất ít nói, nhưng mà đôi khi cần anh có thể hoạt ngôn lên và anh có thể khuấy động mọi người theo anh được. Dạ. Rồi. Anh chơi thể thao thì anh chơi bộ môn gì? Bình thường thì những cái môn của đàn ông chơi anh chơi được hết và chơi rất là khá, từ đá banh, cầu lông, bóng chuyền, cầu mây, cầu kiển. Anh tâng được bóng không anh? Được. Tâng bóng đá. Tâng bằng chân đó mà bao nhiêu trái một lần đó. Không, tại vì tôi đã tâng bằng tay. Tâng bằng chân. Ổn cho anh khoảng 20 cái được không? Mình rất là mê bóng đá, nhưng mà thời gian gần đây chắc cũng phải là hơn 2 năm rồi mình không có đi đá banh, mình chỉ đi đánh cầu lông, mình chỉ đi chơi cầu lông là chủ yếu, tại vì cái điều kiện sắp xếp thời gian của mình không có cho phép á, cho nên mình không có đi chơi đá banh được. Bỏ lâu rồi chờ tăng lại thì tăng không có được nhiều thôi chứ không có gì hết đó. Nhưng mà về thế mạnh của anh thì thế mạnh là mới đầu vào thì anh quên giới thiệu là anh có một thế mạnh là anh rất tự tin vào giọng nói của mình, cái cách thể hiện của mình trước đám đông và cách mình trình bày trước mọi người, anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Và cũng không ít người người ta bảo là Thu giọng nói gì đâu mà ống quá vậy, hay quá vậy. Không ít người khen anh điều đó, cho nên anh cảm thấy mình anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Và điểm mạnh của anh là ca hát rồi chơi thể thao được các thứ đấy. Rồi anh giới thiệu như vậy được chưa em? Rồi em xin hỏi thêm anh một chỗ là anh là chủ cửa hàng đó không? Cửa hàng đó thì anh hợp tác với một người chị bạn của anh, là hai chị em hợp tác với nhau làm. Rồi anh bây giờ anh ở là anh quê mình ở Huế. Thì quê gốc của anh là ở Huế, nhưng mà mẹ anh mang bầu anh ở Huế, sinh anh ở Gia Lai và anh lớn lên ở Đồng Nai. Và hiện tại anh đang lập nghiệp, anh đang gọi là tìm một cái đường hướng cho mình ở đất Sài Gòn này. Nhà cửa mình sao rồi anh? Nhà thì hiện tại ở đây anh chỉ ở trọ thôi. Nhà thì của bố mẹ ở dưới nhà ở Đồng Nai. Nhà Đồng Nai. Đúng rồi, hiện tại Sài Gòn này. Trên này là anh ở trọ. Đúng rồi. Lấy vợ thì anh có những dự định tương lai gì anh? Hay giỡn với mấy đứa bạn nha. Anh bảo là sương gió phủ đẹp trai, còn tương lai chắc phải nhờ nhà vợ. Thật không? Đấy có vẻ là... Đôi khi anh hay nói đùa với tụi bạn anh thôi. Nhưng mà nếu có thể gặp được một người mà mình thích nhưng mà người ta có điều kiện một tí thì nó cũng ổn hơn. Mình không phải nặng gánh như mình. Không phải nặng gánh như mình. Tại vì thực tế ra thì bây giờ mình nói thẳng ra thì mình cũng chưa có gì gọi là... Mình cũng đang cố gầy dựng cái shop mai bên kia. Tại vì shop mai của anh thì anh vẫn nhận dạy đào tạo học viên đủ các thứ. Anh là người đứng dậy các bạn. Đấy. Cho nên mình vẫn đang cố gắng. Trước khi dịch xảy ra thì mọi thứ nó vẫn lưu loát, nó vẫn trơn tru. Nhưng mà từ khi dịch xảy ra tới bây giờ thì ai cũng thắt chặt chi tiêu lại. Và vấn đề hoa thì không phải là vấn đề thiết yếu. Cho nên ai cũng sẽ hạn chế đặt lại. Và ví dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta đặt một cái giỏ đặt 1.5-2 triệu bình thường. Còn bây giờ người ta giảm lại là chỉ còn 700-500 rồi, cái thứ mà nó không được nhiều như ngày xưa nữa. Cho nên mọi thứ bây giờ nó đang hơi vất vả hồi xưa một tí. Ok. Anh tâm sự về một chút về cái hai cái mối tình chính thức của mình nhé. Một bạn thì mối tình đầu thì kết thúc chắc cách đây gần 8 năm. Thì bạn ấy ngày xưa cũng đi ngang qua chỗ mình làm việc, sắp khoa. Ngày xưa mình làm ở bên Bình Tân á, bên đường tên lửa Bình Tân. Thì bạn ấy đi làm mới đi ngang qua lại bên này, cũng xinh sáng, rất là xinh, cao phải những cái 62, xinh sáng, rất là xinh sáng. Đó rồi, nhưng mà mình cũng không để nhiều đâu, mình đi ngang qua thì mình chọc ghẹo vậy thôi. Cái tự nhiên hôm đó thì bạn ấy vừa đi vừa cầm điện thoại, có một cái tập đi ngang là lúc nào cũng cầm cái điện thoại trên tay, chầm chầm cái mặt vào cái điện thoại của mình đó. Hôm đó thì anh mới chạy ra, anh giật điện thoại, anh chọc quá, anh giật điện thoại rồi bạn ấy mới la lên, chứ làm gì vậy, cướp hả? Kêu không, tôi giật cái tôi không cướp, tôi giật cái trả không là tôi mát mẹ, em mát mẹ cho mát đi, điện thoại đâu mát đúng không, điện thoại đang trong tay anh nè, lấy gì mát đúng không, hù ai vậy, đừng có hù. Kêu trả điện thoại ra, kêu bấm số điện thoại vô đây đi rồi trả cho anh nè đó. Và bắt đầu có số điện thoại và bắt đầu kết bạn Zalo và bắt đầu tương tác với nhau nhiều. Rồi sau đó đi uống cà phê, rồi anh dẫn đi acoustic
nghe nhạc và các thứ. Rồi một hôm đó thì anh chuẩn bị sẵn một bó hoa, thời điểm đó anh ở Bình Tân, bó hoa 99 hoa hồng. Anh cho giao ra ngoài ngoài quán cà phê đó trước, anh đặt chỗ trước. Và tối hôm ấy thì anh chở bạn ấy ra ngoài đó và anh hát tặng cho ấy, và sau đó có một bó hoa anh tặng từng cho bạn ấy. Có hơi hơi gắt khi mà lấy điện thoại người ta như vậy không anh? Anh làm quen là anh đặt điện thoại cô ấy, đúng không? Có hơi gắt quá. Không, anh nghĩ cái đó vấn đề đó, tại vì bạn ấy, mình giỡn, cái kiểu mình giỡn mà khi mình bày tỏ với người ta biết mình giỡn mà. Chứ không phải là mình ra mình giật đồ cái thứ, mình làm thấy ghê, không có. Anh ra anh giật kêu cho chừa cái tầng sau vừa đi vừa bấm điện thoại đi, cũng có vừa mất cái điện thoại à. Rồi, tỏ tình xong rồi yêu nhau được bao nhiêu lâu anh? Chắc phải hơn một năm. Mà thời điểm thật sự mình cũng chưa trưởng thành, mình chưa đủ chín chắn như bây giờ. Và bạn ấy là càng trẻ con hơn mình. Nói thật một ngày chia tay, bạn ấy nói chia tay 80 lần. Nó hơi quá nhưng mà ăn đổi chia tay hoài. Nếu gặp khó khăn là có hay chia tay. Đúng rồi. Cứ có một cái vấn đề dù nhỏ hay lớn gì đó, cũng chia tay đi, mình chia tay đi. Chia tay đi. Rồi thì cuối cùng điều gì đến sẽ đến thôi. Nó nhiều quá đâm ra sẽ có một lần nó thành sự thật. Và chia tay mình cũng đã từng chia tay một lần và bạn ấy gọi là gọi về thậm chí mà gọi về cho mẹ mình để mình ăn nỉ mình quay lại. Đó, mình cũng quay lại và sau đó thì vẫn không thay đổi được. Trẻ con á, bạn kém anh mấy tuổi? Kém anh 3 tuổi. Mà thời điểm cách đây 8 năm về trước thì mình còn rất là bé, còn rất là nhỏ. Đó có thể là mối tình mà ấn tượng nhất của anh không ạ? Đúng, đó là mối tình mà gọi là anh cảm thấy quái, phải dùng cái từ rất là đáng yêu. Mà có điều là còn một sự, còn một việc nữa đó là rất là khổ. Có hay dùng cái từ danh xưng là mày tao. Mỗi khi mà đụng cái chuyện gì mà gắt lên một cái là mày tao. Anh đi ngang thì anh là một người thoáng nhá, anh rất là thoáng, anh nói thật, anh mặc dù anh trong người anh có dòng máu Huế, người miền Trung nhưng mà anh lớn lên ở Sài Gòn này, cho nên anh rất là thoáng, anh rất là thoáng, anh không có đề cập nhiều đâu, nhưng mà đôi khi lâu lâu giỡn thớt này nọ bình thường, nhưng mà còn này khi mà đã vào vấn đề là mày tao anh không chấp nhận được, anh không bao giờ chấp nhận được, đó điều rõ ràng quá. Anh có cảm thấy là bản thân mình có một chút gì đó gia trưởng trong các mối quan hệ yêu đương không? Không, anh nghĩ là anh không gia trưởng đâu. Anh nghĩ anh rất là khoái, anh nói thật à, tại vì anh không áp đặt bất cứ một cái gì. Chẳng hạn như việc nấu ăn, đồ này nọ dọn dẹp. Ok, em về anh khỏe thì anh làm, em không khỏe thì anh làm. Anh có thể làm được hết, anh bao quán được hết. Tại vì cơ bản anh cũng ra đường từ sớm mà. Cho nên những cái việc đó rất là đơn giản đối với anh. Nấu ăn, đồ các thứ, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, những đó là nhỏ thôi. Anh làm được hết, anh sẵn sàng chia sẻ bất kể cái gì công việc của gia đình. Được cho em xin cái mẫu người mà anh đang mong muốn chương trình tìm cho mình nhá. Khi nói ra thì sẽ có nhiều người xong mà bảo là này yêu cầu của nó mà mình thật ra anh thấy chẳng có gì gớm. Anh cứ làm yêu cầu. Thứ nhất là phải xinh. Phải xinh cái đã. Phải xinh tại vì trên gương mặt phụ nữ có 4 thứ, có 3 thứ có thể làm anh chết vì 3 thứ đó. Thứ nhất là giọng nói. Thứ hai là đôi mắt. Và thứ ba là nụ cười. Chỉ cần có một trong ba cái đó và mặt dễ nhìn một xíu, có một trong ba thứ đó tồn tại trong người đó là ok. Và chiều cao thì chỉ cần 1m58 trở lên là được. Và công việc ổn định. Nếu mà người thì tính thì từ 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ mình đi, chẳng hạn như Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Sài Gòn, quanh đây thôi. Rồi, mà quê gốc của người ta ở miền Tây đó. Quê gốc miền Tây là đổ về từ Long An qua là Long An, Tiền Giang, Bến Tre đủ cái thứ rồi. Thì nếu có những yếu tố mà anh thích, tại vì cơ bản đơn giản thôi nè. Ngày xưa người ta nói gì, anh hùng làm sao mà qua được cả miền dân. Thì chỉ cần nếu mà bạn ấy đủ xinh và đủ giỏi, đủ gọi là khôn khéo, sự khéo léo á, thì vấn đề không phải, nó cũng không phải là vấn đề nữa. Nói thẳng ra chỉ cần mình thích là được. Bạn ấy sẽ là công việc ở Sài Gòn chứ không phải là bạn ấy đang ở những công ty Đồng Tháp, Bến Tre gì đó. Thì đúng là quê gốc đó. Ok. Còn mấy cái tỉnh lân cận này thì ví dụ bạn ấy ở Bình Dương thì vẫn được không? Vẫn được, em Bình Dương. Nhưng mà anh nghĩ là tốt nhất nên ở Sài Gòn, tại vì thuận tiện cái việc đi lại. Tại vì thứ nhất là công việc của anh hiện tại bây giờ, anh đi qua đây anh cắt, bữa nay anh phải đóng cửa.
trước dịch đó thì anh có mấy bạn nhân viên, nhưng mà sau dịch đó mọi thứ nó gọi là nó khó khăn hơn, cho nên bây giờ anh vẫn đang gồng gánh một mình bên shop đó. Dạ. Đấy, cho nên khó việc đi lại cho anh. Okay. Anh làm tí văn nghệ à? Anh hát một đoạn trong cái bài Để Nhớ Một Thời Ta Yêu nhé. Dạ. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xuống cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thân dài, lạc mất nhau ngày mai. Mình lạc rồi. Không sao, không sao. Mình lạc rồi, ta mới hát. Người ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đầy lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lên bờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hẹn chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết tàn phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Rồi được rồi, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình nhé. Chào.